Hai chào buổi sáng cả nhà. Không, quần 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 GP để sau đi. Ăn là cho ăn 5 phút hả? Quay 2 5 phút hả? Hay quay 2 đến như lên thang 5 phút. Rồi quay giống ăn cho mình 3 5 phút hả? Là con ăn nữa 5 phút 15 phút hả? Hay sao? Chả biết nữa, nhưng mà nói chung ấy là thì vẫn cứ làm theo kiểu của mình trước giờ ấy mà. Thì có máy để tính. Mình nhớ cha. Mình nhớ khoai lang thang hay là chị ăn cái điện tay với là lưới thoát không? Chứ dặn rồi coi hơn. Dạ anh nào là người được xem hết. Nhưng mà cái dạng, nhưng mà cái dạng vlog ở Việt Nam mình ấy, nhưng mà dạng cái vlog của ở Việt Nam mình trên ở Việt Nam mình ấy thì vlog là mạnh nhất. Ở Việt Nam mình. Ẩm thực mẹ làm. Nên đó, mình cứ làm cái dạng của mình. Thì mình cứ làm theo kiểu của mình cũng không có làm kịch câm như Lý Tử Thất. Mình cũng chào cũng hỏi, mình làm theo ý của mình chứ mình học theo Lý Tử Thất làm gì. Lý Tử Thất là một cái hình tượng nó quá lớn rồi, mình không qua được thì mình phải có cái riêng của mình. Đúng không Lùng? Đó, bây giờ Tâm An chuẩn bị phát triển ở Tâm An á. Tâm An chắc 4.500 vậy nhỉ? Tâm An giờ phát triển sớm thôi Trang ơi. Tâm An 4.500 chưa? 200 rồi. Là vậy là nó lên được, là vậy là từ chiều giờ nó 100 người rồi đấy. Nè cha ơi, quả lê cha biết không? Thì hôm nay quả lê lên 4.000 lượt xem á cha, quả lê lên mạnh ghê đó. Em bị quả lê có lên mạnh hơn nữa. Bà Tâm An ăn đúng rồi xem không sớm là không chạy được 1 tháng nữa. Bà Tâm An đăng ký bây giờ. Sợ chưa được tháng nữa đó. Mấy chị mà thân dường như sắp mà đăng cái một mà lên. À vậy hả? Cha coi đi. Rồi 1 tháng là phát triển bây giờ. Lê là 30.000 rồi. Nhưng mà có vấn đề là thế này nè. Không phải đâu em, nhưng mà ý là Tâm An á, làm sao bữa em đề xuất cái thằng nấm rừng mà sao nó không được nhiều hề. Đâu nấm đâu ta. Nấm này được 341, nếu mà Tâm An mà được đề xuất cỡ này á hả? Là nó lên chắc phải 50.000. Mở tiếng rồi. Nhưng mà cái chủ đề Tâm An thì nó không phải là bằng nấm rừng. Nó không hot bằng nấm rừng được. Nó không phải là trend. Nhưng mà nó đề xuất ai biết được chứ. Mình đã biết nó đề xuất như thế nào. À. Em cả chỉ ăn nghe nè. Cái 5K đó. Cái YouTube 5K nghe hàng thiếu trên nó ngày qua là 20.000 người đăng ký. Hôm nay là 107.000 người đăng ký rồi chứ. Đây mới tầm là 8. Mới cái đây nửa tiếng hồ. Tiếng hồ thôi là thêm 1.000 người đăng ký rồi nè. Mà nó làm về cái gì? Lung tung cái thè. Chế đồng ngay làm video riết ở trong rừng không chứ? Ở trong bóng đêm không? Ờ. À. Kênh gió đồng thì chị vẫn chị xem mà chị chưa bao giờ xem gió đồng nha. Gió đồng bóng đêm hết. Gió đồng view ổn không? Thì nó tới hơn 200 lần. 234.000. Cách đây nó mới cách đây là cha mới sư vô xin làm là nó sắp được 200.000. Dạ nhớ không? Thằng gió đồng sao mặt nó xấu vậy? Nè, cái thằng mặt gió đồng mặt nó xấu. Sao mặt nó giống như thằng Tứ Phương ấy? Em mà chị hỏi này, tại chị hỏi này, tại sao vợ chồng Tứ Phương giọng đớt vậy? Giọng gì? Bị đớt. Đớt cái miệng cái lưỡi đớt. Phim vợ chồng mình nha. Ví dụ đớt vậy đấy, đớt. Em là đớ, còn chị là đớt. Nói bị đớt cái lưỡi giống lưỡi ngắn ấy, hiểu chưa? À vậy hả? Em hỏi nghe này, em bảo thằng gió đồng một tháng nó kiếm khoảng 30 triệu mà chị thấy nó lượt view của nó mới 60 triệu. Một video nó dài lắm không? Ai biết nó như thế nào. 45 phút, 33 phút, 46. Đúng rồi. 45, 29 phút, 41, 36 phút không. Mà cái này người ta tua em ơi. Người ta xem tua. Chắc là tua rồi, làm sao mà xem hết được. Nhưng
Buồn cười lắm nha. Có một số đứa nói thế này này. Có một đứa nó suốt ngày cái câu bình luận cái kiểu như là kênh số 1 ẩm thực mẹ làm là kênh số 1 Việt Nam. Các bạn ơi ráng xem nhé. Chưa có một kênh nào mà mình xem không tua như kênh này. Đó. Ý là cái dạng mà cái những người chuyên môn bình luận những câu đấy đấy, xong có một số đứa vô bình luận nó nghe ngứa tai nó vô nó nói câu này chứ. Có 4 5 phút thì mắc gì phải tua. Người ta 20 mấy 30 phút người ta mới tua. Đây có 4 5 phút mà còn tua thì còn cái gì mà coi. Còn có 4 5 phút muốn đòi tua. Xong rồi có mấy đứa nó vô nói trời ơi hình như kênh này thuê quảng cáo mà suốt ngày cứ nghe toàn cái câu kênh số 1 Việt Nam đáng coi đừng cố gắng xem quảng cáo nha các bạn. Đó. Nó riết rồi nó tưởng nó làm cái toàn những cái đứa bình luận riết quen luôn ấy, cái những cái chị không biết kênh của Khoai Lang Thang nó có bị bình luận quen như vậy không. Trang ơi, hoa hồng mới trồng mấy bữa nay mà nó lên nhú nhú mầm quá trời đi nha. Dạ hả? Nhú mầm á. Lùng có bầu không con? Lùng có bầu không? Một tháng nữa là mẹ biết con có bầu hay không liền à. Thì con có bầu là mẹ buồn. Cái bông hồng của em nay lên, cái Trang vui lắm nha. À. Mới mua trên mạng vậy lên luôn nha, nó nhú mầm ra hết luôn nha. Vậy hả? Nhanh rú nhầm mầm quá, không biết sao kết thúc không, nhanh rú mầm dữ chưa? Kết thúc á hả? Cô của chị bán hoa hoa là không bị kết thúc nha. 15.000 đồng một cây rồi nếu bắt đầu nó vui lắm em không bón phân cho luôn nha để bữa hai em xin phân cái em bón nó mà em bón cho nó ra đất luôn rồi đó hả hả em cho nó ra đất luôn rồi hả em bỏ cho chậu nhưng mà bỏ đất vô thôi từ từ à. Nha từ từ cho nó ra nắng đồ nha em để cho nó chỗ mát nha nó mới đó nha nó kiểu như em bé nó nha mát đó, nó mới mầm mát đó mà ừ này, nó giống như em bé đó. Đấy em phải che chở hồi đấy chị không biết chị đi mua trà xanh ai về nó cho thuốc kích thích lúc mua thì xanh rờn lúc mang về trồng chết hết hôm nay em trồng mấy bữa rồi nên là nhú mầm hết rồi nhú lắm giờ nhú mầm hết luôn mà nó đưa mà nó còn rễ mà nó có bự vậy sống lắm nó chết trời em ơi em được 26 đô chưa thấy tâm nhiều chưa Tâm An á nhiều á thấy Tâm An chị có đưa cho má chị xem à, cái hái đậu đen của nó ấy. Xong má chị bảo nếu mà chị có cảnh ở đây giống như vậy mà có cái máy thì cũng nói chung nó 10 thì mình cũng được 6 7 điểm má chị bảo vậy. Ừ được, cha không được, chờ nghĩ sao cha. Nó đường cái chúng mình được cái cảnh núi thôi. Nói chung cha cứ tin mình đi, mình mới quay đẹp lắm cha. Má cha nghe nè, bây giờ cha mua máy quay thì mắc quá mua không nổi thì cha mua máy quay giống của em đi. Tổng cộng cả ống kính luôn mới 7 triệu mấy thôi. Cha ăn quay cũng đẹp mà cha ăn thì được quay lên. Giờ bà nói mới ngồi bà ta mang nó vậy nè. Máy quay của em chỉ được rồi, không phải lên rồi làm gì em ơi, thấy hình ảnh cũng đẹp rồi. Em có cái thật quay thì nổi lầu, video gây chất lượng lên ha. Tức là nó nói là đồ ăn thì phải luôn sáng. Đồ ăn thì phải là quay sáng, còn xung quanh đồ ăn là phải quay tối. Và cái hướng đặt máy là đặt tối, còn hướng... Cái hướng đặt máy là ở phía tối, còn quay cái màn camera về hướng sáng, phải không? Chị thấy lúc nào nó cũng để cái camera ấy, quay về cái hướng cửa sổ. Phải không? Một video cái một cái áo Trang quay khoảng bao nhiêu video chung là Trang xem cái góc quay của nó là biết là gì không ăn là chưa biết là gì thì đấy nó quay chủ yếu là đồ ăn tối đồ ăn thì màu sáng còn lại là xung quanh là tối om lại rồi lúc nào cũng có ánh sáng le lói từ phía cửa sổ hắt vào rồi mà em nghĩ Trang nên á nên mua cái giúp em cũng được mà Trang ha. Ừ thì bây giờ đã có tiền rồi mà mua nếu mà chị đến khi anh Tiến có tiền thì chị mượn thêm chị mua luôn hiểu không có đáng bao nhiêu đâu thiếu gì bây giờ người ta bỏ ra cái một cái điện thoại 20 triệu người ta xài thôi mà thiếu gì người điện thoại 20 triệu đây giờ hư đẹp tăng bạch rồi thì đấy thiếu gì người thiếu gì người họ bỏ bạn ra ơi, hôm nay mình sẽ làm clip giới thiệu về nhang mũi jumbo vapi M1 nhanh trừ mũi hương và lavender pháp 10 khoanh em biết đâu dạo này chị hả? Dạ, mùi gì khó chịu chứ. Dạo này chị theo thiếu tiền đói chả có đồ ăn vặt quay video gì Trang anh Tiến nó khi nào trả chuyện chị không ông không có tiền hiện tại ông cũng chưa có tiền kia ông tại vì ông đang làm nồi hơi nó chị nói em nghe này ông đang nhận làm nồi hơi một cái nồi hơi là mấy trăm triệu 200 triệu một lần lời là lời cái mấy nồi hơi là cái gì chị cái nồi hơi để hấp xả tinh dầu nồi để hấp hơi ấy 200 triệu
cho người ta để nói chung là những dàn máy gì đấy, 200 triệu thì một lần ông lời. Ủa, là anh biết làm cái nồi hấp hơi hả? Ừ.